Thưa quý vị, sau một thời gian trầm lắng dịp Tết Nguyên Đán vừa qua, khách du lịch đến Đà Nẵng tăng gần 17% so với cùng kỳ năm ngoái. Mặc dù chưa thể bằng thời điểm khi chưa có dịch, tuy nhiên đây được xem là tín hiệu khả quan cho phục hồi du lịch trong năm nay. Xác định khách nội địa là động lực thúc đẩy sự hồi phục trở lại của ngành du lịch trong năm 2022, Đà Nẵng đã lên kế hoạch đưa ra các chính sách kích cầu hấp dẫn. Mục tiêu là thu hút lượng khách nội địa quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán và đạt được lượng khách du lịch tối đa vào mùa hè năm nay. Tôi mong rằng trong năm 2022, mọi thứ sẽ được hồi phục trở lại và tất cả những cái hoạt động du lịch, những cái sự kiện du lịch sẽ khởi sắc trong thời gian tới. Với chủ trương cho mở cửa toàn bộ các chuyến bay thương mại quốc tế tới Việt Nam dự kiến từ ngày 1 tháng 5 năm 2022 hoặc có thể sớm hơn từ cuối quý 1, các doanh nghiệp du lịch đều tin tưởng rằng đây sẽ là cơ hội để Đà Nẵng đón được một lượng khách lớn vào quý 2 năm nay. Khu vực miền Trung này được khách nước ngoài người ta đánh giá rất là cao. Cái nhu cầu mà đi du lịch tại Đà Nẵng và miền Trung là rất là lớn. Rất là nhiều booking người ta đã yêu cầu gửi cho bắt đầu từ tháng 3 năm 2022. Hiện các doanh nghiệp lữ hành du lịch tại Đà Nẵng ưu tiên tiếp cận, khai thác các thị trường lân cận miền Trung Tây Nguyên, thị trường phía Bắc, phía Nam. Đối tượng khách hướng đến là khách gia đình, nhóm bạn bè, khách MICE. Đối với thị trường khách quốc tế, ngành du lịch thành phố ưu tiên tập trung thị trường truyền thống có khả năng khôi phục sớm như Hàn Quốc, Nhật Bản, Đông Nam Á, mở rộng khai thác thị trường quốc tế tiềm năng như Tây Âu, Úc, Bắc Mỹ.